sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An, tên tiếng Anh là Xi'an International Airport, là một sân bay phục vụ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sân bay nằm trên một khu vực có diện tích 5 km², là sân bay lớn nhất ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là trung tâm hoạt động của hãng hàng không China Northwest Airlines cho đến khi hãng này được sáp nhập vào China Eastern Airlines vào năm 2002. Hiện tại sân bay này được kết nối với 79 thành phố nội địa và quốc tế. Trước khi sân bay này được xây dựng, Tây An đã có sân bay Xi'an Tây An. Năm 1984, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Ủy ban Quân sự Trung ương đã đề xuất xây một sân bay dân sự lớn tại Hàm Dương. Giai đoạn 1 của sân bay này bắt đầu xây dựng từ tháng 8 năm 1987 và hoàn thành vào ngày 1 tháng 9 năm 1991. Sân bay Xi'an Tây An đã được đóng cửa vào lúc đó. Giai đoạn 2 bắt đầu vào tháng 8 năm 2000 và hoàn thành vào ngày 16 tháng 9 năm 2003. Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An là sân bay lớn thứ 9 của Trung Quốc, nằm ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, ở Trương Chấn, có cự ly 47 km từ trung tâm của Tây An, cách thành phố Hàm Dương 13 km.